Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Chiến Nhất Vlog. Hôm nay mình tiếp tục làm video để phục vụ anh em. Hôm nay ý tưởng của mình là bứt dừa mà không cần đến ném dừa xuống đất mà vẫn có nước để uống. Đấy, anh em có thể nhìn đây. Đây là đường ống. Thì mình sẽ chặt dừa ở trên, mình đun đường ống và sẽ cho nó chảy xuống ở dưới. Đấy, bây giờ anh em ta sẽ đi vào thực tiễn luôn. Đấy không? Bây giờ mình sẽ đèo cây, đèo lên cái dừa. Cuối cùng mình lên cây dừa các bạn ạ. Lâu ngày cũng trèo mệt quá. Xuống dây có đủ không Hải? Đây là dụng cụ chính. Mình sẽ buộc nó vào đây. Bây giờ mình sẽ thực hiện quả là quả đầu tiên. Rồi rút máy điện thoại đó ra mà quay. Thank you.
rồi hút đi bạn này. Hút nha. Hút đi. Được chưa? Chạy nhiều lắm. Chạy kinh lắm. Đấy xong rồi. Được chưa? Đấy rồi. Được nhiều chưa? Được một phần chai. Đây là được một quả rồi các bạn ạ. Bây giờ nóng quá mình phải cởi áo ra. Nhưng mà thật ra cởi áo ra trên này nó xước từng dưới các bạn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu chặt và cho nó trôi xuống. Mình đã hái được một quả trước rồi. Từ từ nhìn em trôi cả máy lại đây. Rồi, nước dừa ngon lắm các bạn. Anh em ở dưới sẵn sàng chưa? Ok. Này thì mình bóc vò cho một hút này. Nói thật với các bạn là đi bứt trộm dừa bứt kiểu này thì chả có ai biết cả. Các bạn yên tâm, cứ học theo mình. Hàng xóm mà cố nữa, đừng có để cho nó già. Cứ như mình như thế này là nó nhanh hết. Cắm chưa? Rồi bây giờ mình cắm nha. Hút đi. Đấy. Thế là được một quả qua ra các bạn nhìn này. Không còn một giọt nước nào nhá. Yên tâm. Bây giờ là để lại nhà chủ. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đến quả thứ hai. Nó này rất là khó ăn. Nó chéo tay như này. Rất là khó. Được rồi. Cắm rồi chưa? Cắm chưa? Cắm rồi, hút đi. Qua nè. Bạn nhìn này. Đấy, để lại cho gia chủ. Đây rồi. Chạy vô đấy chạy nữa không? Tài rồi kìa. Ừ. Mà nhanh thế. Nước hai quả. Ừ. Thôi, mất công trộm trộm luôn. Vào đấy thêm chai nữa đi. Ba quả rồi. Ừ. Nói chung là làm thế này thì người ở trong nhà đang ngủ thì không bao giờ biết được cả các bạn. Nên các bạn cứ khoảng tầm 12 giờ trưa đến 1 giờ chiều thì anh em cứ khỏi phải lo đi, anh em cứ mang cái can 20 lít đấy. Đầy luôn. Vô kiếm cái chai to to vô, cho cũng được. Thường thì ở quê này rất là nhiều dừa, các bạn có thể nhìn xung quanh có rất là nhiều dừa. Đây là nhà xóm nhà mình, bây giờ đó là nhà bác ấy chỉ có một người ở nhà thôi, hiện tại đang ngủ. Thế nha, mình cùng vài thằng đồng bọn đi test thử ít xem sao. Dừng đi.
hai quả mà đầy vẫn một chai nít rưỡi các bạn. Giờ về nhà chuẩn bị thêm cái son. Tiếp đi. Bây giờ là mình đã chặt tay một chai nít rưỡi rồi. Cái này dùng nước rồi biết không? Trộn thêm một cái son nữa, các bạn nó nhỏ thôi nhá. Nhưng mà bà hàng xóm nghe. Chưa, bên dưới sẵn sàng chưa? Ok. Rồi, cút đi. Rồi. Đây là cái máy của mình hay dùng lượng rồi. Trên đây không qua được đâu. Kế từng giò các bạn nha. Rất là 3 quả rồi. Bây giờ là mình sẽ làm thêm một quả nữa thôi. Rất là nặng, bây giờ anh xuống chui. Ăn chung hết đấy, ăn mà thôi, ăn cho ba quả. Ngon các bạn ạ. Rồi hút đi. Được rồi, các bạn ạ. Quả này không còn giọt nào luôn. Còn có mấy giọt. Rồi bây giờ mình ăn trộm bấy nhiêu thôi. Bây giờ mình phải xuống này, không là bái ngủ dại là chết đấy. Cắn nó nhỏ thôi. Bây giờ mình sẽ xuống để đi về đây. Mệt lắm rồi. Bây giờ mình sẽ sao xem thành quả này bao nhiêu. Đây là thành quả của mình hôm nay. Đây, một chai với lại một lê cũng nhiều đấy. Mình nói thật là trèo ơi, vướng gì đây rách cha nó quần rồi. Thôi anh em đừng có nhìn vào đấy nhá. Mình đang cố che để nhìn. Thôi mình uống nước dừa đây. Hẹn anh em ở các video tiếp theo. Nhớ ủng hộ kênh Chiếc Đất Vlog nhá. Nhớ like, share, subscribe cho kênh của mình. Hẹn gặp lại ở các bạn ở các video tiếp theo. Mình đi thay quần đây. 2 1 2 3 let's go. Come again, I'm on your sweet love. Don't you go.